Xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại với video trên kênh YouTube HTBRO 189. Và như đã hứa thì mình sẽ quay trở lại với một cái video này. Sẽ tặng cái mạch, vẽ tặng cái sơ đồ mạch cho những ai cần. Ở những cái video trước, một vài video trước thì mình đã có đăng một cái mạch chỉnh tốc độ motor DC một chiều. Và cái mạch này nó không giống với, gần như không giống với bất kỳ cái mạch nào trên thị trường, cũng giống như là trên sơ đồ trên mạng, mà cái này thì mình tự mày mò ra thôi. Tất nhiên là con IC555 này thì nó rất là nhiều cái sơ đồ mạch chỉnh tốc độ, nhưng nó cũng chỉnh rất là tốt và khỏe. Còn một cái hạn chế nữa mà mình đã nắp thử và nó thấy cái hạn chế này rất là khó chịu nếu như chúng ta sử dụng cái này để chỉnh thành một cái mạch chỉnh tốc độ cho những cái bộ quạt DC. Khi mà chúng ta sử dụng cho quạt ấy, thì nó sẽ gây ra cái tiếng ồn khi mà vặn về cái tốc độ nhỏ. Nó sẽ gây tiếng ồn. Gần như các bạn chỉnh trên các cái mạch trên thị trường thì gần như là nó đều bị như vậy. Và cái mạch này thì mình sẽ vẽ sơ đồ tặng cho các bạn. Nó sẽ chỉnh về cái tốc độ rất là nhỏ, nó cũng không bị kêu, rất là êm. Và MOSFET cũng rất là mát. Ở đây thì mình đang sử dụng với một con MOSFET thôi. Vì cái motor mình đang sử dụng ở đây là một con motor 12V trội than này. Công suất con này thì chắc nó cũng không lớn lắm, nhưng mà nếu như chạy bằng D78 là cũng đã đủ gây nóng cho D78 rồi. Đây là cái mạch mình đã lắp ráp. Với các linh kiện thì cũng rất là đơn giản thôi. Một con đĩa sung. Con đĩa sung này là con HR508, hoặc các bạn có thể lấy con MUR mình quên mất rồi, 306 thì phải. 306 thì phải. Còn ở đây thì mình đang dùng con HR508 này. Một con tụ nguồn lọc cho IC. Con tụ này thì nó có cái chỉ số là 25V 100W. Các bạn nhìn thấy. Nó tiếp theo là một con không thể thiếu, đó chính là con IC NE555. Con này chính là con NE555. Đây. Các bạn nhìn thấy, chữ hơi mờ. Một con trở 10 ohm được hoặc 100 ohm được. 10K dập cho MOSFET. 1K. Và một con 10K nữa. Ở đây mình sử dụng với một con biến trở vặn này là 100K. Nhưng thực tế thì nó đang được đấu song song với nhau, nên chúng ta chỉ tính là 50K thôi. Ở đây mình thiết kế 100K đôi này để cho nó cắm trên cái vỉ này cho nó rất chắc chắn này, không bị lung lay. Đó. Còn thực tế là sử dụng là 50K. Bây giờ trước khi chưa đưa sơ đồ thì mình sẽ đấu nối lại cái mạch điện này và chỉnh cho mọi người xem. Ở đây thì mình có hai dây. Dây xanh là âm 12V, dây đỏ là dương 12V. Và mạch điện này có thể chạy tới 24V. Đó, nguyên như thế này. Đó. Còn chạy 36 hay là 48V thì thực tế thì chúng ta chỉ cần đưa một cái điện áp về cho con IC này này là 12V thôi. Chúng ta dùng con diode ổn áp hoặc là dùng con mạch hạ áp xuống 12V, hoặc là dùng IC ổn áp 12V, tùy các bạn miễn làm sao ở cái điểm trên chút nữa mình vẽ trên sơ đồ nó là 12V cho IC thôi. Còn đâu phần công suất này nó chạy có thể là 12, 24, 36, 48 tùy. Cũng và con MOSFET này mình đang sử dụng con 80NF70. Các bạn cũng có thể sử dụng con IRF3205. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đấu nối vào và cho các bạn xem. Vẫn là một cái chiếc quạt quen thuộc, mình rất hay thử nghiệm bằng cái này. Ở đây thì cái dây dương, chúng ta sẽ dây dương của motor ở đây là dây xanh này. Motor có hai dây, dây xanh là dương và dây đen là âm. Thì cái dây xanh này là dây dương, chúng ta sẽ mắc với trung dương, chung với điểm dương. Rồi. Chân âm này mắc vào đây sao? Nếu mắc vào đây thì nó không có tác dụng rồi nhé các bạn. Cái dây âm này chính là dây âm nhận âm bình nhận âm 12V DC này. Còn cái dây ra motor chính là dây điểm giữa chân giữa con MOSFET hay là cái lưng đồng này này. Đó, mình sẽ buộc vào đây. Các bạn nhìn thấy. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào. Ở đây thì mình đang sử dụng với cái điện áp là từ bình ắc quy 12V.
dây âm sẽ được cặp vào xanh, dây đỏ này là dương cặp vào đỏ. Bây giờ mình sẽ vặn nhỏ nhất là tắt luôn. Các bạn có thể nhìn thấy đây, đỏ này. Trung bình này, nhỏ này, nhỏ nữa này. Đấy, các bạn có thể nghe thấy mình chỉnh quạt ở tốc độ rất là chậm rồi, quạt rất là êm luôn. Và cái mạch điện này thì cũng chúng ta có thể ứng dụng để làm cái số quạt cho những cái motor DC như này, cực kỳ tốt. Cái loại này nó là chỉnh bằng MOSFET và nó chỉnh bằng dạng PWM, chỉnh bằng xung, chỉnh duty xung, độ rộng xung, chứ không phải là chỉnh đơn thuần giống như D718. Chúng ta chỉ cần chỉnh chân điều khiển là chân B thì cái đấy nó sẽ rất là nóng, còn cái này thì nó chỉnh bằng PWM nên MOSFET nó rất là mát, nó rất là hiệu suất cao và nó chạy được tải công suất lớn, nó không giống như là D718. Đối với cái mạch D718 thì trên cái kênh YouTube của mình đã có, và cái đấy thì các bạn chỉ lên chạy những cái motor dưới 50W thôi, còn cao nữa thì nó rất là nóng và nó sẽ tản nhiệt nhiều, tiêu hao năng lượng. Hiệu quả. MOSFET thì mình còn đang chưa cần bắt tản nhiệt luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ quay sang cái vẽ cái sơ đồ cho các bạn. Đây là một tờ giấy trắng. Bây giờ thì mình sẽ hạ cái máy quay thấp xuống. Con IC sẽ có 8 chân, mình sẽ vẽ 8 cái chân ở đây. Rồi, đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây chính là con IC NE555. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đấu nối là chân số 8 này, chân số 4 này, được mắc với nhau. Chân này chính là chân nhận dương 12V. Rồi. Tiếp đến là chân số 1 là chân âm 12V. Cái này nó không phải là một đối xứng mà nó phân biệt âm dương thôi. Chân số 2 và chân số 6 thì các bạn sẽ nối với nhau. Chân số 2 và số 6 nối với nhau. Từ chân số 2 này đi xuống mát một con tụ là 222. Với mạch này chỉnh tần số, nó chạy tần số rất là cao, lên tới cả 100 kHz. Chân số 3 ở đây mình sẽ nhìn thực tế luôn trên cái con IC này. Chân số 3 chính là chân xuất ra cái tín hiệu PWM, chính là chân đưa xung ra. Đây, mình sẽ vẽ truyền qua đây. Chút nữa sẽ vẽ nốt phần MOSFET. Để điều chỉnh được cái mạch điện này thì nó cần thêm là chân số 6 sang chân số 7. Chân số 6 sang chân số 7 là một con trở 1 kilo ohm. 1K. Từ chân 7 sang chân số 8 là một con trở 10 kilo ohm. Bây giờ để một cái biến trở lắp được, để chỉnh được cái tốc độ đó thì chúng ta sẽ, ở đây mình sẽ vẽ hẳn một cái hình chết áp nhé, cho các bạn dễ hình dung nhất có thể. Mình sẽ vẽ luôn cái mặt cắt này, chết áp này, bao gồm 3 chân. Rồi, đây nó có 3 chân. Đó. Thì cái chân đầu tiên này sẽ được mắc với chân số 5. Chân ở giữa sẽ được mắc với âm nguồn.
khi mà chúng ta vặn nó sẽ có tác dụng thay đổi cái duty sung. Cái duty sung là cái gì, cái độ rộng sung là cái gì. Thì cái độ rộng sung thì mình cũng nói sơ qua, đây chính là cái độ rộng sung này. Đây là cái dạng sung, sung của con này xuất ra là sung vuông. Thì ở đây cái duty chính là cái độ rộng này này. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái đoạn sung nó lớn hơn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là cái, các bạn hình dung đây là cái điểm này là khi mà MOSFET được đóng. MOSFET được đóng ở từ thời gian này và MOSFET được đóng ở thời gian này. Khi chúng ta vặn nhỏ thì MOSFET được đóng với cái thời gian rất là ngắn. Thời gian rất là ngắn, đây chính là độ rộng sung này. Mỗi một cái sung này thì gọi là đóng MOSFET một lần mở. Thì nó đóng rất là ngắn như vậy thì nó sẽ truyền cái điện qua rất là thấp. Còn cái độ rộng sung này nó cao, có nghĩa là nó rộng này, gọi là rộng. Khoảng này nó rộng này. Thì phép được đóng với thời gian dài, điện áp đi qua nhiều, làm cho motor nó chạy nhanh hơn, khỏe hơn. Đây chính là cái mạch NE555. Cái mạch này thì không giống trên thị trường đâu, và cũng không giống trên sơ đồ trên mạng đâu. Chỉ có của mình này. Mình thiết kế riêng, nên mình sẽ in luôn cái ở đây là HT Pro 189. Cái này là mạch của mình. Bây giờ đến tiếp theo là một con MOSFET. Con MOSFET thì mình sẽ vẽ ở đây. Các bạn có thể lấy con 3205 IRF3205 hoặc 80NF70 hoặc 50N06 hoặc là Z44, rất là nhiều loại. Con MOSFET này gồm 3 chân. Chân giữa chính là thông với cái nâng đồng này. Vậy thì cái chân số 3 này này, nó sẽ phải được nhận âm nguồn trước. Và để đảm bảo cho con MOSFET này nó không tự dẫn, chúng ta nên có một con trở ở đây là 10 kilo ohm. Rất giống với các cái mạch kích điện, mạch inverter, mạch kích cá. 10 kilo ohm. Và cái chân số 1 con MOSFET này chính là chân được nhận xung từ chân số 3. Và đảm bảo rằng là khi mà MOSFET nó hoạt động hoặc là nó có vấn đề gì thì chúng ta nên mắc qua một con trở là 10 ohm hoặc 100 ohm. 10 ohm hoặc 100 ohm. Đó. Và bây giờ thì cái motor sẽ được lấy, cái motor sẽ được lấy ra để điều chỉnh. Chính là đây mình sẽ vẽ một cái motor. Đây chính là con motor chổi than, loại là DC. Rồi. Chiều cộng có hai chân, motor nào cũng vậy, phải có hai dây như này, cộng và trừ. Còn ngoài ra nó sẽ có những cái motor nó có 4 dây. Thì đấy mình không quan tâm, nó sẽ có hai âm hoặc hai dương tùy theo. Thì cái chân dương này các bạn sẽ được mắc thẳng với dương của 2V. Đây các bạn nhìn nhá. Cái điểm dương này nó sẽ đi đến đây này. Và mình sẽ lấy thẳng cái dương nguồn này vào đây. Đó. Còn cái âm này chính là được mắc với cái chân giữa này. Cũng giống như là với cái lưng của con MOSFET này. Đó. Đây là chính là sơ đồ nguyên lý của cái mạch điện mà mình vừa nãy mình đã thử nghiệm và mình chia sẻ cho các bạn đây. Cái này thì nguyên lý nó đơn giản, nó chỉnh cái độ rộng xung này thôi. Độ rộng xung này các bạn cứ hình dung là con MOSFET này này. Cái độ rộng xung này chính là cái điện áp đưa vào đây. Dạng xung này đưa vào đây. Cái dạng xung này nó rất là ngắn này, độ rộng xung này là ngắn, có nghĩa là nó tương đương với chúng ta chỉnh cái biến trở này về nhỏ. Thì con MOSFET này được cái thời gian đóng rất là ngắn, thời gian nghỉ dài hơn. Chính vì vậy mà nó cho ra cái điện áp thấp hơn, dòng nhỏ hơn, motor chạy chậm đi. Và chúng ta vặn biến trở tăng lên thì cái độ rộng xung này nó sẽ dài ra, có nghĩa là MOSFET này được đóng thời gian lâu hơn. Và cái thời gian nghỉ, MOSFET nghỉ này, ít hơn. Thì motor chạy mạnh hơn, nó có cũng tương đương như là tăng cái dòng lên. Đó. Ở đây mình sẽ chỉ này. À còn một con diode nữa.
con diode là HR508. Đây, con này chính là được mắc song song với cái motor này luôn các bạn nhé. Dương diode được mắc song song. Con diode này nó có nhiệm vụ là triệt tiêu cái xung ngược. Khi mà cái quãng này này MOSFET đang nghỉ thì con motor này vẫn quay mà nó sẽ sinh ra một cái điện áp, hoặc là nó có điện áp phản hồi thì con diode này sẽ dập luôn cái điện áp phản hồi nhưng mà ngược dấu so với cái đường cấp ở đây. Đó thì chính là cái con diode này có tác dụng như vậy, chính là con HR508. Đó. Hoặc là con MUR460 thì phải. 460 giống như các cái UPS là TG500 hay TG1000 cũng có đấy, thì các bạn có thể lấy được. Diode này, diode này, motor này, quạt này. Motor này. Con 555 này, 555 này. Biến trở 50k. Rồi, tụ 222. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. 222 nhá, 222G. 222 gì cũng được, miễn là 222 thôi. 222 này, mình kiểm xem đã đúng đủ chưa. Trở 100 ohm này. Trở 100 ohm này. Trở 10k này. Trở 10k này. Có này. 1k này. 1k này. 10k này. 10k này. Như vậy là MOSFET đầu ra được bắt với cái giữa, điểm giữa. Đây, motor bắt được điểm giữa. Đã chính xác rồi nhá. Đảm bảo là sơ đồ chính xác. Rồi. À, còn quên nữa, một con trở 220 ohm nữa các bạn ạ. Con trở 220 ohm, hai con trở này chính là từ dương nguồn đi qua để hạ dòng cho con ICNE555. Thì đây chính là trước khi mà nó đi vào cái chân này. Các bạn, tôi mình vẽ con trở đây nhá. Đây là dương nguồn. Như vậy là motor sẽ không được ăn vào đây đâu, motor sẽ ăn được trực tiếp vào dương nguồn nhá. Con trở này là 220 ohm. Đó. Các bạn nhìn kỹ sơ đồ vì mình vẽ motor vào đây để cho nó gọn mạch thôi. Còn những ai xem thì phải xem có đầu có cuối thì chúng ta mới hiểu được. Cái điểm dương này sẽ được kết nối thẳng với cái điểm ở đây. Đầu này chứ không phải đầu này. Vì đầu này nó đi dương đi qua con trở 220 ohm này là nó hết dòng rồi. Chứ không thể chạy cho motor được. Đó. Đây chính là cái sơ đồ này. Những ai cần thì chúng ta sẽ tạm dừng ở cái phút thứ 18.11 giây này để chúng ta xem. Đây mình sẽ giữ yên. Các bạn sẽ có thể lấy stop lại để chúng ta xem. Chụp ảnh màn hình lại để nhớ. Và các bạn nhớ là nếu ai làm thành công, thấy hay thì đừng quên like, chia sẻ cũng như là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Mình nhận thấy rằng là những cái lượt xem từ những cái người đăng ký cực kỳ thấp, chỉ khoảng 18% thôi, còn lại là những người chưa đăng ký xem. Hơn 80%. Rất là nhiều. Còn lượt từ những người xem từ lượt đăng ký chỉ có chiếm 18% thôi, rất là ít. Nên những ai mà thấy video hay thì đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái mạch này thực tế. Cấp điện áp 12V âm. Cái này đang ở cái dạng chưa chỉnh ấy, thì cái dạng xung này các bạn nhìn thấy là nó gần như là bằng không các bạn. Đây chính là cái dạng xung cực kỳ mỏng, độ rộng xung cực hẹp, hoặc là giã dập về không phẳng nên motor không chạy. Còn nó sẽ có cái độ mà chạy chậm hay chạy nhanh, nó phụ thuộc vào cái dạng xung này. Đó, phụ thuộc vào độ rộng xung. Đây chính là độ rộng xung. Những ai mà theo dõi video của mình sẽ dần dần hiểu dần về những các cái đồ này. Thì các bạn nhớ hãy đăng ký kênh. Rồi, bây giờ mình sẽ vặn lên cho các bạn xem. Motor phải nói là cực kỳ êm và với cái vận tốc thấp nhất có thể, không gây tiếng ồn. Các bạn có thể nắp quạt, điều chỉnh quạt luôn.
Và thực tế thì nó còn những cái mạch trên mạng rất là nhiều, mình đã từng thử nghiệm rồi, nó chỉnh rất tốt nhưng nó vẫn gây motor bị rung, bị ồn, không thể nào mà chúng ta lắp cho cái quạt sử dụng được, mà nó chỉ tăng tốc cho những cái motor mà không liên quan đến độ ồn thôi, có nghĩa là chúng ta có thể chấp nhận được độ ồn thì chúng ta lắp được, còn cái này nó không gây tiếng ồn luôn. Đó, rất là ok. Các bạn có thể dùng với motor công suất lớn hơn vẫn được, tùy theo số lượng MOSFET. Mạch này của mình đang cắm là 4 MOSFET. Và mình xin nói luôn là cái mạch này hiện giờ mình đang không bán, chỉ làm chia sẻ cho mọi người thôi, không bán. Và ở video này thì mình đã làm tròn với lời hứa. Ở cái video lần trước mình đã demo, còn bây giờ thì mình xin tạm dừng. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video lần sau. Xin chào.